Chào các anh em, mình đang ở trước cái căn nhà mới của công ty xây cho các anh em thực tập sinh kỹ sư trong công ty. Đây là một cái nhà mới xây mới hoàn toàn. Hôm nay thì anh em đã chuyển sang nhà mới ở hết rồi. Mình sẽ quay ra một chút về cái nhà mới cho anh em cùng xem. Đây các bạn, đây là bên ngoài của cái tòa nhà 2 tầng. Đấy, có các đồng chí trong là không cho phép quay rồi. Nguy hiểm quá. Đây là cái nhà để xe, có 7 cái xe đạp. Mình sẽ sang đây chơi là 8 cái. Bên cạnh đây là đường tàu và đường Shinkansen ở trên tầng 2. Dưới là đường tàu sát được cái đám lùm cây. Bên kia lùm cây là đường tàu. Đây là ta sẽ đi vào nhà. Đây là chỗ để ô và đây là cái camera. Khi ai đi vào thì ở trong sẽ nhìn được luôn. Mình sẽ đi vào trong. Đây là trước nó sẽ có một cái chỗ để giày dép rất là hoành tráng. Đấy, rất là nhiều giày dép để quét nhà luôn. Đây là sẽ quần áo đi về mưa, quần áo đi làm về treo tạm đây cũng được. Đầu tiên là một cái phòng. Đây, mình sẽ trải. Phòng nó chỉ bé như thế này thôi các bạn. Kia nó có một cái tủ đựng đồ, một cái giường ngủ. Ngoài là, và trên là cái điều hòa và đèn thôi, báo cháy. Góc kia là góc để máy tính. Đấy, góc kia để máy tính. Vòng diện tích 6,5-8 m² gì đấy. Đó sẽ có 10 phòng. Đấy. Đây là bên cạnh đây là có 4 phòng, là 3 phòng nữa, 1 phòng này, 2 phòng này, 3 phòng nữa. Trong này là một cái nhà tắm. Mình đã vào nhà tắm thì nó cũng chật thôi, không 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 rộng như nhà ở Việt Nam mình. Đây các bạn, nó chỉ được khoảng tầm 1 m 2, 1 m 5 vuông thôi, đủ những người đứng tắm luôn. Vì cái nhà này làm 4 phòng tắm nên là mỗi phòng tắm nó cũng hơi chật. Đây, bên này sẽ là khu để đánh răng. Đây để đồ, một số cái đồ khác, đồ rửa mặt, đánh răng các thứ. Đây là hai cái bể răng rửa mặt cho anh em. Đây, bên này là hai cái phòng vệ sinh. Đấy, nội thất thì rất là ngon lành. Điện đó mày bật ở đâu á, chủ tịch, ra ngoài luôn. Đây, đây là cái nhà vệ sinh mới tinh tình. Biết có anh em nào khai trương chưa? Đấy, đó, inox nhìn đồ rất là xịn. Bên này một phòng nữa, vệ sinh nữa. Đây là không, 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 không. Đây là cái cầu thang lên trên tầng 2. Đây là anh em đang tập trung làm party cho hôm nay. Các chủ tịch đang còn làm party của ngày hôm nay. Có bác đến để đạo diễn cho anh em. Ô phụ này này, cứ xin cả đẹp này. Món gì hấp dẫn đấy, gà rán ngày đầu đấy. Đấy, như ngày xưa công thức ngâm thịt gà ngâm vào nước soju xong rồi nhúng bột rán đúng không? Đây, các anh em đang còn chuẩn bị cho party. Chủ tịch quỹ thì đang tịch quỹ đang chọn thìa đũa các thứ. Chủ tịch Sơn với chủ tịch Tú thì đảm nhiệm rau. Hai chủ tịch vào đây cười gãi cho. Đây có hai cái hạt. Đây là cái tủ lạnh cũ từ bên nhà sang. Từ bên nhà cũ sang. Sang đây thì đây sẽ có một cái tủ lạnh mới rất là hít. Đời mới nhất luôn của 2019 Nhật Bản luôn. Review mở hai bên đều được. Đây, bên này có hai cánh ở hai bên các bạn ạ. Đây chúng mở bên kia anh chàng vậy. Ôi giời ơi, quá tuyệt vời. Một cánh rồi, bây giờ mở bên này luôn. Ôi công nghệ kinh quá nhỉ, mở một cái cửa mở được hai bên. Á thật. Không, một tổ xăm hai bên không mở được. Nhưng mà mở một lúc hai bên thì không được. Đây là ngăn đá. Dưới này là ngăn mát. Đấy. Cái tủ rất xịn nhỉ, hai bên đều mở được. Kinh thật. Hai cái gạch hai bên các bạn. Đây.
Bể ngăn đá cho ông chê đây. Để mua cho một cái rượu trong veo, một lốc bia to. Và trên này có 3 lốc bia nữa các bạn. Có tiệc hôm nay. À Tú ơi, cho miếng đá vào đây, cho miếng nước vào đây, cho thành đá cho nó bật rồi. Trong này có một cái ngăn đựng đồ đạc, cái cầm thang, cái đồ ít dùng anh em sẽ để vào đây. Đây cũng là khách sạn 5 sao thật nhỉ. Ở đây có cái sơ đồ phòng của những anh em ở đây các bạn. Rất tiếc là không có tên mình. 10 phòng. Đây có 10 anh em trên này. Đây là cái bàn nhà ăn, mình vừa vào nhà ăn xong. Đấy thì đây là chỗ để bếp và các đồ để tủ lạnh các thứ. Chào sẽ lên tầng 2. Đây có cửa sẽ là một cửa kính hết, rất là sáng và thoáng. Hôm nào mùa đông đứng đây có thể nhìn thấy tuyết rơi vù vù như tên lửa luôn. Ở đây thì vừa lên tầng 2 thì sẽ là khu giặt giũ của anh em. Có hai cái máy giặt luôn. Đây là cái máy giặt cũ từ bên nhà cũ sang. Và cái này là công ty mới mua thêm một cái nữa, mới tinh luôn. Đấy, rất là đầy đủ cho anh em dùng. Máy giặt 9 cân luôn. Aqua và cái này là của Sharp. Đây đầu tiên là bên đối diện với cái chỗ giặt giũ là một cái phòng. Phòng này là anh Quý anh ở. Đấy. Nó cũng diện tích như các phòng khác thôi. Thì đó quay ngang quay dọc thôi. Thì đồ đạc trong bố trí như nhau hết. Để không có anh em nào nách anh em nào nha. Đây, đây là dãy này có 1 2 3 4 phòng. 5 phòng. Đây bạn. Thiết kế giống như ở tầng 1. Trong góc này là nhà tắm. Như ở tầng 1 luôn, mình sẽ bật đèn. Đây, trong góc này thì là nhà tắm như ở tầng 1. Tối quá. Đây, xung quanh này thì vẫn là một phòng khác nhau. Đấy. Phòng này thì là có 3 phòng này của 3 anh em mà cuối năm này hoặc đầu năm sau mới sang công ty. Cuối năm nay sẽ sang Nhật sẽ về nghiệp đoàn 1 tháng và sang tháng 1 2020 thì sẽ về công ty thêm 3 anh em. Thì hiện tại công ty đã sắm cho đây đồ đạc là có bàn này, rồi chăn ga gối đệm, bàn học các thứ đầy đủ hết. Đây có cả thùng để đựng rác trong phòng. Tất nhiên là vẫn có cái tủ đựng đồ quần áo như là ở các phòng khác. Giường thì sẽ làm bằng giường gấp và giường xếp bằng sắt. Xin giới thiệu có luôn hai cái hộp để đựng đồ là phạt các bạn, rất là tiện nghi. Đấy, một phòng trống, góc này cũng hình như là một phòng trống nữa. Đây cũng là một phòng trống nữa. Ở trong tất cả phòng đều có cửa kính nhìn ra ngoài thì cho sáng sủa phòng và để ngắm được cái cảnh bên ngoài. Từ cái phòng này thì có thể ngắm được cái đường Shinkansen ở bên trên luôn và cái đường tàu ở dưới luôn. Đây có thể thấy được xung quanh và tàu và đường Shinkansen luôn. Giờ thì bắt đầu trời có mưa rồi. Mùa đông thì ngoài đây thì cảnh rất là buồn, rất là điều hưu. Mình nghĩ là như thế. Ở bên này mùa đông buồn lắm, chỉ có tuyết rơi và quạ kêu thôi chứ không có gì cả. Bên này thì vẫn là như ở dưới tầng 1, cũng là hai cái bồn đánh răng rửa mặt. Cái bồn này thì rất là ngon, mình thấy rất là ngon này, nước rất là mạnh. Đấy, có nhiều chế độ nước xịt, nước dòng các thứ, rất là mạnh, rất là ok. Đây là đồ của Inat hết, công ty sẽ mua đồ của Inat hết. Bên này là cũng là hai nhà vệ sinh tương tự như ở dưới tầng 1 nha các bạn. Đấy, mới tinh. Trên này thì không biết là hình như chưa có người khai trương nên là mình có thể mở thoải mái. Đây, cũng không biết là có người khai trương hay chưa. Giấy tờ thì để rất là nhiều, rất là mới. Đấy. Đây thì tất nhiên là cũng có cửa để mở ra ngoài. Đây, có cửa để ra ngoài. Cửa bên này thì tất nhiên là một bên sẽ là cửa lưới để chắn côn trùng. Mình vừa mở ra để có thể sáng, vừa có thể gió vào, nhưng mà côn trùng thì không thể vào được. Còn một bên nữa thì là để mở không có lưới côn trùng. Bên này cũng là một nhà vệ sinh nữa. Đấy, bên này cũng là một nhà vệ sinh nữa.
cũng tương tự như các nhà vệ sinh khác, cũng đồ đạc y hệt nhau, rất là đồ đạc rất là hiện đại. Và tất nhiên mùa đông ngồi thì sẽ là ấm chứ không có bị rét như cái nhà mình đang thuê bên kia. Nào mình sẽ review cái nhà mình đang thuê bên kia, nó rẻ hơn rất là nhiều và nó cũ hơn rất là nhiều, xây cách đây mấy chục năm nên là cái nhà nó cũ và bồn tắm vẫn là bồn tắm bồn vệ sinh với tắm cũng là của ngày xưa. Ngồi mùa đông thì rất là vất vả. Đây cũng là một cái vòng trọng tiếp, 1, 2, 3 vòng trọng gần nhau, ba anh em chưa có người ở, còn lại bên này thì đã có người ở hết rồi. Ở đây cũng là cửa kính ở đầu góc và được cửa kính ở đây. Đấy, các nơi đều có thể thấy được cửa kính. Đều đã, đầu kia là một cái máy để khi mà mình phơi đồ thì có mùa đông nó sẽ rất là ẩm. Và cái máy này nó sẽ hút cái hơi ẩm trong quần áo ra và nước nó sẽ đặn xuống bên dưới trong cái máy. Rất là hiện đại, mình thấy máy này rất là hiện đại. Người Việt Nam nếu có mình sẽ mua một cái. Phơi đồ rất là nhanh và nước nó sẽ hút từ trên trong không khí xung quanh cái chỗ quần áo đặn trong kia, mình sẽ đổ nước đi. Đây là phòng của chủ tịch nào đây, đây là phòng của chủ tịch Minh, rất là gọn gàng, chỉ mỗi chăn chưa gọn thôi, còn lại là gọn hết. Ok, đấy là mình đã review qua cho một chút về cái nhà của anh em mới đang ở, rất là mới này, tất nhiên là mới hiện đại và rất là tự riêng tư, mỗi người một phòng rất là kín đáo, riêng tư, không có ai ồn ào gì, ai trong phòng đều có thể nghe nhạc được, gọi điện cho gia đình, cho bạn bè, cho người yêu thoải mái, không có sự ảnh hưởng đến xung quanh, thậm chí có dẫn bạn về cũng không vấn đề gì. Đấy, cái nền nhà này làm bằng lát gỗ là đẹp. Các bạn cứ gọi là mình cũng rất thích được ở đây, tuy nhiên thì mình đã đón gia đình sang thì mình phải ở riêng chứ không được ở đây cùng anh em nữa, rất là tiếc. Ok, thì mình xin chấm dứt video tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.